chào mừng đến với hướng dẫn cài đặt máy lọc máu liên tục Prisma Flex. Máy Prisma Flex có hệ thống menu rõ ràng về cài đặt và kiểm soát mà bạn sẽ thấy ở đây. Hãy đọc các thông tin, đưa ra lựa chọn phù hợp và nhập thông tin cần thiết ở 3 màn hình sau đây. Xác nhận bằng cách nhấn Enter sau mỗi bước. Tên. Trọng lượng. Hematocrit. Xem lại các dữ liệu đã nhập và nhấn Confirm để tiếp tục. Chọn phương pháp điều trị thích hợp. Chọn phương pháp kháng đồng thích hợp. Xác nhận phương pháp kháng đồng đã lựa chọn. Xem lại và nhấn Continue để tiếp tục. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng lắp bộ quả lọc vào máy. Tất cả các bước được đề cập trong danh sách trên màn hình. Hãy theo dõi video này để thấy tất cả các bước được thực hiện theo trình tự. Trước tiên, gắn bộ quả lọc vào máy. Sau đó gắn tất cả các port áp lực. Gắn các phần trên đường dây dịch thải. Và tạm thời treo dây chữ Y ở móc mồi dịch bên trái. Gắn buồng khử khí. Và dây trả máu về. Cuối cùng, treo túi dịch thải lên cần. Hoàn thành phần này như trong video và tiếp theo là chuẩn bị và kết nối các dung dịch. Bây giờ, chúng ta sẽ kết nối các dung dịch với máy Prisma Flex. Hãy theo dõi video để xem tất cả các bước được thực hiện theo trình tự. Gắn đầu dây dịch thải chữ Y vào túi mồi dịch. Kết nối dây PBP vào túi PBP và treo nó lên cân có ký hiệu màu trắng. Kết nối dây dịch thẩm tách vào túi dịch thẩm tách và treo nó lên cân có ký hiệu màu xanh lá cây. Kết nối dây dịch thay thế vào túi dịch thay thế và treo nó lên cân có ký hiệu màu tím. Kết nối dây trả máu về vào túi dịch thải. Xác nhận các bước bằng cách nhấn Continue. Bây giờ là các bước để cài đặt xi lạnh. Nhấn nút Auto Down. Piston mở ra. Kết nối và đặt xi lanh vào giá đỡ. Nhấn nút Auto Up. Đợi cho piston hoàn tất và đóng chốt lại. Nhấn Continue. Xác nhận việc lắp đặt xi lanh. Nhấn Prime hay Prime cộng Test để hoàn thành phần này. Trong phần này, chúng tôi sẽ kết nối bệnh nhân với máy Prisma Flex. Đặt máy ở cách xa bệnh nhân một khoảng phù hợp.
theo dõi video để xem tất cả các bước được thực hiện theo trình tự. Khóa các kẹp trên đường dây chữ Y trước khi ngắt kết nối, bắt đầu bằng dây lấy máu ra. Tháo dây lấy máu ra khỏi dây chữ Y và kết nối với khóa lure màu đỏ trên KTT. Tháo dây trả máu về khỏi túi dịch hại và kết nối với khóa lure màu xanh trên KTT. Khóa kẹp và tháo dây dịch thải khỏi dây chữ Y và kết nối với cổng tự do của túi dịch thải. Mở kẹp ở tất cả các dây và siết chặt các dây ở bên gần nhất với bệnh nhân. Cẩn thận xác nhận và nhấn nút Start để bắt đầu điều trị.